ông chủ của một hãng tàu 30 năm trong nghề cũng phải khóc thét vì điều này luôn nha. Lần này cô Kiều đi với cùng từng này cần thủ này cả nhà. Trong này hơn 50% là đã đến đây lần thứ 2, thứ 3 điểm câu này rồi. Nên được cái có lợi là anh em có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ chỉ dẫn rất là tận tình. Thì cùng đam mê mà nói chuyện tí xíu là trước lạ sau quen thôi. Khúc này là anh Avin người Singapore lên cá nè. Chạy lại ve cái lấy vía. Còn này là anh Boy lên cá cả nhà ơi. Toàn là hàng khủng thôi. Đến ngày thứ 2 thì hầu hết mỗi người đã lên được ít nhất một con để đợi cho chuyến đi này rồi. Ông chủ tàu ông khóc thét vì cái điểm này nè. Đây ông chủ tàu đây, rất thân thiện và dễ thương. Khúc này là giờ cá ăn, cứ thả cần xuống đi vài đường chích là nó ăn luôn đó cả nhà. Nên bắt đầu tới cái đoạn dính dây với nhau nè, má la luôn. 4-5 con nó dính một lần. Chỉ có chủ tàu mới hỗ trợ nhanh nhất thôi. Vì ngoài kinh nghiệm đi biển từ nhỏ thì anh ấy cũng là một người lăn lộn ngư trường hơn 30 năm rồi. Bởi vậy mới nói anh em nhà mình đừng có ngại đi tour. Mình cần đi cùng những người đã đi rồi, đã có kinh nghiệm rồi để hỗ trợ cho mình những lúc mà mình thật sự bế tắc. Có những con cá một mình kéo không nổi đâu, mà phải 2-3 người kéo mới xuể lặn. Và nếu mà biết kéo cá không thôi cũng chưa đủ, có những khúc phải cần đến chuyên gia. Chuyên gia không phải là người giỏi hơn mình, mà là người đã từng trải qua những khúc ói am như mình đang gặp hiện tại nè. Họ sẽ hỗ trợ mình rất là nhanh gọn lẹ. Nên có cơ hội mình cứ thử sức giao lưu anh em nha. Tháng 5 này cô Kiều đang có chuyến đi, còn một vài suất. Cả nhà mình muốn trải nghiệm thì báo em hay nha.